Khi em khóc hay bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đau. Có những nỗi nhớ ta phải quên để em bước tiếp những ngày sau. Khi em khóc hay bật nhạc lên, từng câu hát sẽ mang đi niềm đau. Có những nỗi nhớ ta phải quên để bên anh quên đi những u sầu. Hello các bác, hãy cùng trải qua một buổi tối giữa nghiệp thật thư giãn nha. Bước đầu tiên của công cuộc rửa nghiệp mỗi tối thì sẽ luôn luôn bắt đầu với việc tẩy trang hai bước. Đầu tiên là tẩy trang dạng dầu để loại bỏ đi lớp makeup một cách dễ dàng. Ai nặng nghiệp như mình thì đừng bỏ qua lớp này nha. Nhũ hóa thật kỹ bởi vì bạn này hơi đặc, xoay đều nha. Ok, làm sạch tốt mà da vẫn mịn, tiếp tục cạo nốt chỗ nghiệp còn lại bằng tẩy trang dạng nước của La Roche-Posay. Và cuối cùng là rửa mặt thật sạch. Sau đó mình sẽ sử dụng lotion matte. Để có một giấc ngủ thật ngon thì đừng quên chăm sóc tốt cho đồng mô liên kết trên đầu nha. Và để cho các bác đỡ mất công hỏi thì tôi xin phép khoe nhẹ bộ dầu gội ngon bổ rẻ mà tôi cực kỳ tâm đắc dạo gần đây. Và đây là bộ phục hồi hư tổn và ngăn rụng tóc của Tsubaki, sản phẩm thuộc tập đoàn Shiseido và đều được sản xuất tại Nhật. Một mái tóc bị tôi hành hạ 3 năm liên tiếp cứ mọc lại tẩy lại mọc thì rất là dễ bị khô, rụng, sơ rối, nên là sẽ vô cùng cần những sản phẩm phục hồi hư tổn. Từ đầu năm đến giờ thì tôi rất là hạn chế đi ra hàng làm tóc để hấp dầu, thế nên là tôi đã chọn cách là sắm một bộ phục hồi hư tổn về nhà. Bộ này thì có chiết xuất từ protein đậu nành, sữa ong chúa để tóc chắc khỏe hơn, giảm gãy rụng và đặc biệt là có dầu hoa trà giúp tóc bóng mượt. Cái này thơm cực kỳ ấy, kiểu có mùi hoa cỏ trái cây chứ không phải kiểu mùi nồng nồng hóa học đâu. Sau khi làm sạch rồi thì sẽ dùng dầu xả để cân bằng lại độ ẩm trên tóc. Cái này có một điểm hay là có công nghệ thẩm thấu nhanh độc quyền của Shiseido nên là bôi lên tóc có thể xả ngay và liền luôn các bác ạ. Không cần phải chờ đợi gì hết. Hãng này thật là hiểu tâm lý của những đứa lười đấy. Cuối cùng thì tôi sẽ sử dụng kem xả được cung cấp dưỡng chất và khóa ẩm lại cho tóc nhé. Bước này thì chỉ cần bôi đều xong xả chứ không cần ủ. Ok. Hồi trước cứ nghĩ phục hồi hư tổn là phải sử dụng sản phẩm gì đắt đỏ với cả vĩ mô cơ, nhưng mà từ ngày sử dụng sản phẩm này thì tôi thấy tóc mềm hơn, gội nhanh mà thơm cũng dai nữa, giá thì cũng không đắt đâu, mỗi sản phẩm thì chỉ dưới 200.000 thôi. Bây giờ thì mình sẽ lâm bồn và thư giãn một chút nha. Every time I make the call, you were never there to pick it up. I guess you're fucking busy all the time. Why can't I say? Sau thời gian điều trị mụn thì mình thay đổi routine để phục hồi lại da. Bước đầu tiên dĩ nhiên là toner, sản phẩm này thì có kết cấu hơi sệt, thiên về chức năng dịu da và cấp ẩm, nhưng cấp ẩm nhiều hơn nên là mình sẽ apply bằng tay thay vì dùng bông. Sản phẩm này thấm nhanh và không quá bóng, tuy nhiên thì nó có mùi cam thảo nhẹ, ai dị ứng với hương liệu thì có thể xem xét dòng toner tương tự của Claire, còn mình thì mình thấy vẫn ổn, không sao cả. Thu đi để lại lá vàng, mụn đi để lại muôn ngàn vết thâm, nên là bước tiếp theo chắc chắn sẽ là serum vitamin C để làm sáng và đều màu da. Sản phẩm này được cái là nhẹ mặt và thấm nhanh, nồng độ C khá thấp chỉ 5% nên là phù hợp với những bạn mới bắt đầu dùng C như mình. Và cuối cùng là kem dưỡng The Ordinary, loại này thì mình bắt chước theo chị Lin, không phải tiêu. Dùng thích lắm các bác ạ, kiểu không màu không mùi mà dưỡng ẩm đủ ấy, thành phần thì lành tính như chị Lin. Thoa lên không bị nhẫy, phù hợp với mọi loại da nha mọi người. Khi sử dụng nhịn lên tóc như là sấy hoặc tạo kiểu thì mình nên xịt thêm một lớp dưỡng để bảo vệ tóc khỏi bị khô, tránh hấp thụ mùi khó xe ngoài đường nha các bác, cũng như là giữ nếp tóc lâu hơn. Ngoài ra thì sau khi sử dụng sản phẩm này xong thì mình thấy xuôi tóc của mình nó thơm và chân tuần tuột như đường tình duyên sắp tới của mình vậy. Ok, bây giờ là tiết mục sấy tóc và ngúng quẩy, tưởng tượng mình là K-pop star. Mình thường xuyên bị mụn ở trán và ở cằm, nguyên nhân thì đến từ việc là mình có vấn đề về tiêu hóa và nội tiết nên mình thường chọn cách sử dụng thực phẩm chức năng thay vì bôi bên ngoài, vì mình thực sự không am hiểu quá nhiều về skincare. Hai loại mình hay uống đấy chính là L-lysine để cân bằng nội tiết và viên rau củ giúp tiêu hóa trơn tru hơn. Đây là một chiếc máy thần kỳ tụ một đống nghiệp ở dạng lỏng, sau đấy phả ra không khí nhẹ nhàng như không có gì, thâm y như con người yêu của thằng người yêu cũ.
Nước hoa rất thơm, Linh rất thích, còn con xôi thì không. Sau khi xịt xăm 3 phát lên con xôi thì mình chợt nhận ra rằng mình như một con tội đồ vậy. Con xôi đang ngoan ngoãn hiền lành nưng đứng, tự nhiên trở nên thần kinh tăng động cực nặng. Từ ngày mẹ xôi đi vắng thì mình trở thành friend with benefit của cô ta. Và đây chính là bằng chứng bị tấn công tình dục của tôi. Xin cộng đồng mạng hãy chứng giám cho. Massage chân một chút, cố gắng loại bỏ suy nghĩ mình là nữ chính phim hành động Nhật Bản ra khỏi đầu. Ôi mọi người ơi, nhờ mọi người gợi ý cho mình một tư thế yoga trên giường sang chảnh hơn nhá. Mình chỉ biết cái tư thế dốc máu não này thôi, bởi vì hồi học múa mình hay dùng để khởi động. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi tất cả những thứ tủ tục trên đã xong xuôi và mình được làm một thứ mà mình rất thích. Đấy chính là nằm xem những thứ linh tinh. Đúng rồi, là xem những thứ linh tinh ấy. Chính xác là những thứ mà cơm có thể không ăn, dai có thể không có, nhưng mà xem linh tinh thì không bỏ sót một đêm nào. Và để khép lại chu trình rửa nghiệp đầy lố bịch, mình đặt báo thức cho ngày hôm sau. Nhìn sơ qua thì cũng thấy là mình hơi thiếu nghị lực trong chuyện thức giấc. Nhưng mà không sao mọi người ạ, mình vẫn có ích cho đời đúng không mọi người. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và luôn yêu thương bản thân mình nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon. Is it that you mean to go, stuck in this merry-go-round? Is it that you mean to have